con, anh Tôm đòi ăn à? Alo mẹ à, con vừa đi khám về. Bác sĩ bảo với con là từ giờ thích ăn gì thì ăn ạ. Vâng, con chào mẹ. Thế chắc là anh Tôm bị bệnh nặng lắm. Hết thuốc chữa rồi, thế nên bác sĩ mới bảo về nhà tẩm bổ. Muốn ăn gì thì ăn đúng không con? Anh Tôm đã gầy rồi, còn chưa ăn được nhiều món ngon. Để gì nấu món chân giò hầm thuốc bắc là món bổ dưỡng mà cũng là món anh Tôm thích nhá.